Anh không muốn thế giới nhìn vô Việt Nam mình là một quốc vực không thể sánh bằng quốc vực khác. Tại vì con người Việt Nam mình không có dở. Để có gì tới mốt tôi làm cái chương trình dự đoán đầu tuần. Đầu tuần đó tôi coi xong rồi tôi coi lịch thi đấu tất cả mọi thứ xong tôi dự đoán một cái. Tôi dự đoán cái xong rồi coi cuối tuần đúng được mấy trận. Để dán này chứ echo đi, lâu quá không chứ echo. Stream mà ngồi hả thầy? Thôi bán cái ghế luôn nè, bán cái ghế 10.000 nè, ai mua không? Chip ừ. Rồi. Có cần chim có cần tắt cam không? Tắt cam luôn nha. Hay là tắt máy luôn? Hay là cởi đồ luôn? Chim mà mặc đồ á, cởi đồ luôn. Hay sao? Khổ quá mà. Khoái. Khoái, nghe tới cởi đồ khoái. Tôi nói rồi, mấy ông vô đây là chỉ muốn định tới ngày đỡ ăn thịt tôi thôi. Ở trong đây là có mấy ông kiểu dạng như là hả, những bé thụ xinh xắn nè, những bé thụ hả, cute này nọ nè. Hay là những bé gái mơn trớn nè. Về con gái, về nghiệp. Hai cái riêng thế nào cũng đam hết à. À, chỉnh cha. Giết được nó rồi, mừng quá. $900 chuối nị. Bác nhau. Sao kêu đợi rồi mà ta. Trời ơi, chạy lại cho nó bắn tôi nữa. Gì vậy? Okay.
Vậy. Ôi ôi, nó có cái này. Nó đâm đau quá. Lên cái nón là được. Từ từ. Con nai đi rừng giờ còn khỏe nha anh em. Con nai đi rừng nó đâu có bị cái gì đâu mà không khỏe. Con nai vẫn khỏe bình thường. Tôi biết cái này nó cũng ra nó trưởng trưởng à. Tôi nhìn cái thế đó tôi biết. Ai chứ con bé đó tôi biết. Tôi đã canh me canh chua như vậy mà ta. Điên, ok. Sao tôi e xuống tôi vỗ cái e. Cái này thêm cái nó bị diêu đó mà sao không chết ta. Ông Blood chết nhiều quá. Cặp boss này thua, cặp boss này đúng rồi. Ông Blood tầm ngắn ngủ mà. Mày đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa. Đúng rồi, tôi phải làm trò cười cho thiên hạ. Tự nhiên bắt tôi đừng làm, tôi phải làm trò cười cho thiên hạ để tôi mới có tiền, tôi lo cho gia đình tôi. Cảm ơn ông đã ủng hộ một view cho tôi nghe.